Bạn, mình là Kim Long Trong đây. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mình có thể đào tất cả 12 loại coin có trong ví ForexBay ha. Nhưng mà trước khi mình chỉ các bạn cái trang web để đào thì mình chỉ các bạn cách mình có thể kiếm được một Satoshi của đồng Bitcoin trên ví ForexBay. Thì các bạn chỉ cần vào phần Earn, các bạn chọn Bet to Click, bạn nhấp vào. Đây thì các bạn sẽ thấy là có hiện tại đang có 4 nhiệm vụ ha. Visit S41 Satoshi thì các bạn nhấp vào và các bạn chỉ cần watch nó trong vòng là 7 giây thôi là các bạn sẽ có được là một Satoshi Bitcoin. Mình sẽ làm ví dụ cho các bạn coi nha. Click vào. Nó sẽ hiện lên một cái trang web ha, các bạn có thể đấy, ở đây là cái time remaining của nó là 7 seconds, tức là 7 giây ha. Các bạn sẽ theo đếm ngược đó. Các bạn không cần phải nhấn gì hết nha. Rồi khi mà nó về không thì nó sẽ hiện ra một cái bảng này. Các bạn chỉ cần click vào I'm not robot. Rồi các bạn nhấn get ready. Sau đó các bạn quay trở lại cái ví ForexBay của mình. Thì các bạn có thấy good job. Thấy không? Một đồng Satoshi Bitcoin đã chuyển về ví của mình. Ok. Quay trở lại vấn đề chính của ngày hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm thế nào để các bạn đào một lần 12 loại coin có trong ví ForexBay. Thì ở đây mình đang tập trung là đào đồng Dogecoin, nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái ví dụ ha về đồng Dogecoin. Thì trước tiên các bạn cần đào cái đồng Dogecoin này thì các bạn phải có một cái địa chỉ ví của đồng Dogecoin. Thì các bạn chỉ cần vào phần Deposit. Thì ở đây nó có tất cả các loại địa chỉ đồng mà các bạn muốn đào ha. Thì mình đào đồng Dogecoin nên mình sẽ copy cái đường link dẫn đến cái ví ForexBay của Dogecoin này. Bạn chỉ cần nhấp chuột vào thì nó sẽ tự copy. Sau đó các bạn sẽ nhấp vào cái link. Link này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video. Mình sẽ để link của tất cả các loại đồng. Các bạn cần đào cái đồng nào thì mình chỉ cần nhấp vào cái link của cái đồng đó ha. Thì mình ở đây mình đào Dogecoin nên mình sẽ vào cái link của đồng Dogecoin ở dưới phần mô tả video. Và khi mà các bạn nhấp vào đường link của Dogecoin thì nó sẽ hiện ra một trang web như thế này. Thì các bạn có thể dễ dàng thấy ở đây ha, là nó sẽ cho mình đào cứ mỗi 5 phút là được 0.0011 Doge. Và mỗi một ngày thì các bạn chỉ đào được khoảng 15 lần thôi. Và các bạn nhớ là nó sẽ là daily ha, tức là sau 24 tiếng nó sẽ refresh lại cho các bạn và các bạn sẽ bắt đầu có thể đào lại được bình thường 15 lần. Và ở đây các bạn sẽ dán cái địa chỉ ví vào hình ảnh các bạn mới vừa copy ở trong ví ForexBay ha. Các bạn bắt vào. Rồi các bạn login. Các bạn sẽ tích chọn tôi là con người. Rồi ở đây nó sẽ hiện lên một cái captcha các bạn cần phải làm theo ha. Ở đây là dấu gạch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì các bạn làm 9 cái. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Rồi các bạn nhấn tiếp theo. Ở đây là cái phần màu sáng thì các bạn nhấn theo nha. Store. S-T-O-R-E. Dấu thăng. Khoảng cách. 5, 5, 5, 1. Tiếp theo. Ở đây là dấu sao. Khoảng cách. Width. TH khoảng cách O R y ngắn rồi. Đó, nó tích xanh nhì là được nha các bạn. Còn nếu như mà nó bắt các bạn làm lại thì các bạn phải làm y chang như của nó thì mới được dấu tích xanh này nha. Bước tiếp theo các bạn nhấn claim. Thì ở đây các bạn có thể thấy là please click on the antiput link. Thì bạn thấy là without Bloomberg actor squirrel. Thì các bạn chọn without Bloomberg này. Actor. Ở đây nó làm cho nhìn nó khác đi nha các bạn. Các bạn nhìn cho nó kỹ xíu. Actor. Và cuối cùng là squirrel. Các bạn chờ khoảng 5 giây. Rồi các bạn nhấn get reward.
Rồi, vậy là xong ha. 0.0011 dot đã chuyển tới ví Forsetpay của mình. Thì mình sẽ qua ví Forsetpay để mình kiểm tra nó vào hay chưa các bạn nha. Đây. Đó là vào 0.0011. Ok, cảm ơn các bạn.